Chào em. Chào bác. Em khỏe ha? Dạ khỏe. Nhìn thấy cái mặt vui như là biết khỏe rồi. Lúc đầu không học mà em cũng không có ngờ nha. Trời ơi, lúc đầu á là trong bụng á cứ nghĩ là ghê gớm lắm á. Em mổ được tôi nhớ hình như là 3 ngày nữa đúng không? Dạ 3 ngày rồi, để thứ 2 3 ngày. Sau khi mổ bệnh viện em cát em thấy như thế nào về cái đau, về cái chăm sóc nè, về đội ngũ nhân viên ở đây nè, em thấy như thế nào, em có thể nói cho mọi người biết không? Nói thiệt nha là lúc đầu thì em thì cũng quen không có tìm hiểu gì được, nói chung là cũng không có có biết gì hết cái bệnh viện này hết. Một lần em lướt ở trên Facebook á, cái em thấy bạn đó nói là ở đây làm ngực rất là đẹp. Cái thì lúc đó là cũng như là mình cũng đặt tình băn khoăn mà mình đang kiểu như là không biết tìm nơi nào. Rồi cứ tự nhiên nghe bạn ấy nói xong mình cũng tới thử. Thì thực sự là rất là hài lòng. Và em bay về đây á, em bay về đây là em quyết định làm ở đây. Em ở nước ngoài em về? Em ở Đức. Nhân viên ở đây chăm sóc em thấy có tốt không? Nhân viên ở đây ấy, thì tới bây giờ thì em chưa có cái gì gọi là phật lòng em hết á. Nói chung là em nói chung là bất ngờ ấy nha. Phải nói là bất ngờ, không ngờ là một cái bệnh viện làm đẹp ở đây vậy đó. So với nước ngoài thì em thấy cũng đạt tiêu chuẩn á. Đạt tiêu chuẩn chứ phải không, mà em thích cái nè, em thích cái này nè, bác sĩ tư vấn từ ngay từ đầu á, bác sĩ tư vấn rất là nhiệt tình, chu đáo, rất là nhiệt tình, mà có vẻ như là an toàn cho mình hơn. Em bởi vì nên á, em rất là tự tin á. Mà cái gì biết không, theo em biết á là cái mình đi làm đẹp này á là phải có tự tin, cái tâm lý rất là nhiều. Mà khi mà mình tâm lý rồi thì tự nhiên mình khỏe à. Mà bác sĩ mổ rồi thì mình cũng như giống như mình tra chọn cái niềm tin á thì cái sức của mình nó không có đau nhiều. Thế em nghĩ vậy đó. Vì á em biết là nhiều người á sợ mổ ngực đau. Nhưng mà thật sự thì bệnh viện Ngân Cát á, chúng tôi có những cái cập nhật những kiến thức mới, những kỹ thuật mới, và đội ngũ nhân viên từ bác sĩ gây mê, kỹ thuật viên, y tá, chúng đội ngũ rất là thông thạo, cho nên cái việc phẫu thuật ngực á đối với bệnh viện Ngân Cát nó trở thành một cái kỹ năng rất là tốt. Vì vậy mà sau cuộc phẫu hầu hết bệnh nhân không đau, nó khác với các nơi khác, cho nên là hiện tại thì cũng có nhiều người đã đến đây mổ rồi, nhưng mà cũng có nhiều người ta cũng chưa biết về cái chuyện đó. Thì nhân đây cũng nói với em biết là rất nhiều khách đến bệnh viện này mổ rồi, và người ta mới cảm nhận được rằng là mổ mình không đau là như thế nào. Giống như em vậy, mổ 3 ngày mà thấy cái mặt tươi rói. Em rất là may mắn á, em là may mắn. Để cho anh cái hồ sơ để anh coi. Ok, thì qua cái hồ sơ của em á, anh thấy các chế độ về thuốc men thì rất tốt ha. Thì tiếp tục là em sẽ được y tá điều dưỡng ở đây chăm sóc 1-2 ngày nữa thì em sẽ được ra viện. Và khi em ra viện thì sẽ có thuốc men đầy đủ cho em và các chế độ dặn dò ha, cũng như là theo dõi như thế nào, chừng nào em phải đến tái khám, chừng nào tắc chỉ, rồi các cái chế độ chăm sóc sau khi phẫu thuật. Thì bác sĩ đã phẫu thuật cho em, cái cuộc mổ mình coi như là đã thành công rồi. Nhưng cái vấn đề mà để cho nó hoàn hảo đó, cần phải có cái sự tuân thủ của em đó. Vậy là mỗi năm hay mỗi tháng em phải tái khám? Nó tùy vào giai đoạn. Thì lúc đó tụi anh sẽ có một cái lịch trình rõ ràng để hướng dẫn cho em. Thì ý anh đây muốn nói là cái sự phối hợp giữa em là bệnh nhân, là khách hàng của bệnh viện đối với nhân viên y tế ở đây, nó giúp cho cái quá trình mổ của mình hoàn hảo hơn, như là sau mổ. Rồi, rất là cảm ơn em đã tin tưởng. Dạ, em cũng cảm ơn bác sĩ nhiều. Thật sự mà nói là em rất là hài lòng. Hài lòng lắm á. Trời, cái này là suy nghĩ cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà rất là băn khoăn nhiều người. Trời ơi, nói này nói kia mà mình cũng ước muốn lâu lắm, nhưng bây giờ quyết định làm mình thấy là
một lần mà chắc cú vậy là rất cảm ơn em đã tin tưởng và mình em cảm ơn nhiều và hy vọng rằng sau khi mổ ở đây em gặp bạn bè em, người thân của em, em rủ tới đây chơi chắc chắn là em nói ra là tới đây gặp bác sĩ Khiêm ha, gặp bác Khiêm, gặp bác Hòa, bác Dũng không vân, tại vì bác biết sao không, ai cũng thích đẹp hết. Cái vụ đau là người ta chạy à, chỉ vậy thôi mà bây giờ mình thấy không đau à, không đau thật sự. Mình nói không đau thì cũng không phải nói như vậy, nhưng mà người ta mức độ chịu được, mức độ dễ chịu, gọi là đau dễ chịu chứ không phải là xé ruột căng da. Dạ đúng ý nói vậy, chứ mình nói là không đau thì nó không được, đúng không? Cho nên nhiều khi em nói người ta không tin, nhưng mà thật sự là em cảm nhận như vậy đó. Ok rồi, cảm ơn dạ, em ha. Em cảm ơn khi em về thì tụi anh sẽ có cái hướng dẫn cụ thể và chăm sóc em chu đáo. Dạ. Khi gặp bè bạn dạ. Ha, quen em nói tiếp. Dạ em nhất định là tự có sao nói vậy, mình đâu có nói xạo. Cho anh một cái bông hoa để tặng cho người đẹp. Không mà thiệt, em thấy là em mừng lắm chứ. Em nói với chồng em á, sáng chụp hình nói với chồng em á, trời ơi, không ngờ, ổng nói đau đau, nó không đau. Tặng em một cái bông hồng. Dạ, cảm ơn. Là biểu trưng của phái đẹp. Dạ. Thì mong rằng em sẽ rạng rỡ và đẹp giống như cái bông hoa. Cảm ơn anh chị, okay. Cảm ơn bác. Dạ. Em nghe nhé. Dạ. Dạ. Dạ.